Chậm chậm thôi nhá. Thiên tạo, nghĩa là ngày xưa là sẵn thế. Đây gọi là thiên tạo chứ không phải là nhân tạo. Ủa này. Phật đấy nguyên bản tự là thiên tạo đấy, nhưng mà mình giống chưa? Ủa, cái tầm này. Thầy nói sợ số thì sợ lắm nhỉ? Sợ nó sao được? Ngày xưa thì chiến tranh gần nơi đây là. Ủa, cái hố kia mới sâu. Hôm nào dẫn đoàn xuống nhé, dẫn cả đoàn ở đây người ta không biết được nhá.